Cái Mép Thị Vải là khu bến cảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Với tốc độ phát triển như hiện nay, cái Mép Thị Vải sẽ vượt xa công suất thiết kế từ 40 đến 50%. Trước sự gia tăng mạnh mẽ khối lượng hàng hóa, thời gian tới Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục tham mưu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các bộ ngành địa phương đề xuất phân kỳ đầu tư cơ sở hạ tầng bến cảng tại cái Mép Thị Vải nhằm nâng công suất khai thác theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, 6 cảng container tại cây mép thị giải có công suất 8,3 triệu tiêu một năm. Tuy nhiên, năm 2023, sản lượng hàng container thông qua cụm cảng đạt 8,14 triệu tiêu, đạt gần 100% công suất thiết kế các bến cảng. Về dịch vụ kết nối, đến nay có 48 tuyến vận tải đã hình thành tại cái mép thị giải, trong đó 34 tuyến quốc tế và 14 tuyến nội địa. Tới đây, Cục Hàng hải Việt Nam tập trung phát triển hạ tầng kết nối cảng, tiếp tục ưu tiên triển khai nạo vét hạ độ sâu tuyến luồng hàng hải đến âm 16,5m và đẩy mạnh các dự án kết nối đến cảng như đường cao tốc Bến Lức Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa Dũng Tàu và đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh.